Tập 1193, P1 đó là Esper mà sao? Mà sao đang đi trên đường thì thấy máy trò chơi Esper gạch A. Cậu không nghĩ ở nơi hoang vắng vậy mà có máy này. Rồi mà sao bảo Mười Yên vào máy thì một quả bóng chạy ra, bên trong là một cái móc hình một cái thìa. Vậy là cậu bạn móc nó vào túi quần, rồi ném quả bóng đi. Bất ngờ cái thìa sáng lên, rồi quả bóng bay lại vào tay Ma Sao làm cậu hết hồn. Rồi cậu bạn cố gắng ném nó đi nhưng nó vẫn dính chặt vào tay. Hôm sau đến lớp, Ma Sao sợ hãi kể lại mọi chuyện cho các bạn nghe, rằng cậu đã trở thành một người có siêu năng lực. Nhưng cả đám chẳng ai quan tâm rồi ra ngoài chơi, còn xin thì mải tô action comment. Đột nhiên cu cậu làm đổ ly màu ra nhà nên nhờ Ma Sao lấy khăn. Ma Sao liền giơ tay lên thì bất ngờ một chiếc khăn bay tới làm cả đám hết hồn. Còn xin thì ngơ ngác không hiểu sao khăn lại bay được. Thì ra là nhờ siêu năng lực của Ma Sao, xin thấy vậy thì nhờ cậu bạn lau luôn. Vậy là chiếc khăn tự động lau sạch nước trên sàn làm đám bạn há hốc mồm luôn. Sau đó Ma Sao điều khiển cho chiếc khăn tự vắt nước vào xô rồi nằm trên miệng xô, xin thấy bo làm ảo thuật thật tốt. Vậy là cả đám xỉu ngang luôn. Theo Ma Sao thì đây là siêu năng lực, nhưng nay nay không hiểu sao cậu bạn lại làm được như vậy. Nhưng Ma Sao đâu có biết gì đâu, rồi xin nhờ Ma Sao dùng siêu năng lực để dọn dẹp đống màu. Vậy là cậu bạn cho nó bay vào chỗ luôn, xin thấy Ma Sao thật đỉnh. Nene thấy Shin đang quá lạm dụng sức mạnh của tâm linh. Theo Kazama thì với sức mạnh này thì Ma Sao có thể làm bất cứ điều gì. Nhưng Ma Sao chẳng biết nên làm gì cả. Kazama nghĩ là cậu bạn có thể mang lại hòa bình cho thế giới. Nene thì thấy nên dùng nó để cai trị thế giới. Ma Sao có vẻ hoang mang lắm. Nhưng Kazama thấy là cậu bạn nên sử dụng sức mạnh này một cách đúng đắn. Cùng lúc này, Ai-chan vào rủ Shin đi chơi. Ma Sao thấy cô bé mà sáng hết cả mắt. Rồi cậu khoe với Ai-chan mình có thể sử dụng siêu năng lực. Nhưng cô bé chẳng quan tâm rồi kéo Shin đi luôn. Ma Sao cay lắm, nên cậu bạn quyết định sẽ dùng sức mạnh này cho Ai-chan. Vừa dứt lời thì Kazama, Nene và Bo như bị sét đánh luôn. Thì ra là Ai-chan rủ Shin ra chơi bóng ném. Cô bé vừa ném bóng qua thì một cậu bạn ném lại thẳng vào mặt Shin. Thấy nguy hiểm quá, Ai-chan lao ra đỡ bóng cho Shin. Ma Sao thấy vậy liền dùng siêu năng lực làm quả bóng đứng lại, rồi bay ra ngoài sân. May anh cu rồi sọ chụp lại được. Ma Sao vui lắm vì từ giờ cậu bạn có thể dùng sức mạnh này để bảo vệ Ai-chan. Cả đám thấy chán quá liền chuồn luôn. Sau đó Ma Sao cứ nấp đằng sau quan sát Ai-chan chơi. Thấy cô bé vui vẻ cười đùa cùng Shin mà cậu bạn buồn lắm. Vì ngay cả khi có siêu năng lực thì Ai-chan vẫn không đuổi theo cậu. Ngoài này Shin và Ai-chan vẫn đang chơi đùa vui vẻ với nhau. Cô bé lúc nào cũng đuổi theo Shin mọi lúc mọi nơi. Ma Sao ước gì mình có thể đánh thắng Shin, nhưng mà cậu phải sử dụng sức mạnh này vì chính nghĩa. Và vì Ai-chan, lúc này Shin trèo lên đồ chơi mà Ai-chan chẳng lên được. Vậy là Ma Sao dùng siêu năng lực làm cô bé bay lên. Mặc dù trong lòng cậu đau lắm, nhanh chóng Ai-chan bay lên chỗ Shin, nhưng Shin lại tiếp tục nhảy xuống. Vậy là Ma Sao lại làm Ai-chan bay theo cu cậu. Sợ quá Shin phóng như bay lại chỗ Ma Sao rồi lại cua đi chỗ khác. Kết quả là làm Ai-chan lao thẳng vào người Ma Sao. Rồi cô bé cứ ôm chầm lấy cậu bạn, thì ra là Ma Sao đang tưởng tượng. Rồi cậu đứng đợi Ai-chan lao đến, nhưng bất ngờ anh cu rồi sọ nhảy ra trước mặt đỡ cô bé, làm Ma Sao bay ra sau té sấp mặt luôn. Shin thấy vậy liền đến hỏi thăm Ma Sao, nhưng Ai-chan lại tiếp tục đuổi làm Shin sợ quá chuồn luôn. Bực quá Ma Sao giơ tay dùng siêu năng lực cho Ai-chan quay lại nhưng chẳng có tác dụng. Thì ra là chiếc móc khóa hình cái thìa đã rơi xuống đất, và anh cu rồi sọ đã nhặt được mà Ma Sao chẳng biết. Vậy là cậu bạn cứ đứng kêu gào trong vô vọng. Các bạn ơi, hãy dành ra 5 giây để like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tập 490, P2 tôi đang tìm tài sản bị mất. Shin đang hí hửng đi trên đường thì vô tình gặp chú Ionro. Thấy Shin mà chú vui lắm vì đã lâu rồi không gặp Shin. Vậy mà Shin chẳng biết chú là ai cả. Đến khi chú giới thiệu tên thì cu cậu mới nhớ ra đây là chú vào đại học rồi mà vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Vậy là chú nổi điên lên, mà Shin không biết là chú đang làm gì ở đây. Thì ra là chú vừa nhận lương của công việc làm thêm mà lại làm rơi mất tiêu. Shin nghe mà cứ nghĩ là một tảng đá. Shin thấy chú đứng ở ngã ba đường chắc sẽ phù hợp hơn, rồi chú nhờ Shin giúp mình. Nhưng Shin đâu có rảnh, vậy là chú Ionro khóc lóc năn nỉ cu cậu giúp chú vì nếu không tìm được nó thì chú sẽ không thể sống nổi. Shin thấy tội quá nên đồng ý sẽ giúp chú. Sau đó hai chú cháu quay lại con đường lúc nãy chú đi qua, đột nhiên Shin thấy một quyển tạp chí mấy chị gái xinh đẹp, vậy là cu cậu đến lấy xem ngay. Chú Ionro thấy Shin nên tập trung vào tìm đồ cho chú thì hơn. Nhưng mà thấy mấy chị gái chú cũng thích lắm, vì đây là idol của chú. Shin nghe vậy thì bảo chú mua thêm quyển nữa, nhưng mà chú làm gì có tiền, mà tự dưng chú thấy Shin và chú hợp nhau ghê. Shin bảo là muốn kết hôn với mấy chị gái nóng bỏng này, còn chú thì lại muốn được cùng các chị uống rượu. Vậy là hai chú cháu cứ đứng ảo tưởng rồi hét lên trong sung sướng. Sau đó chú Ionro cất quyển tạp chí rồi tiếp tục đi tìm cái phong bì tiền lương. Đột nhiên Shin lại thấy một chị gái với cặp đùi trắng tinh đi qua.
Vậy là hai chú cháu cứ đứng nhìn theo mãi, xin thấy mình như bị cuốn vào đôi chân ấy. Chú Ionro thì thích được nhìn kỹ hơn. Xin lại ước được chị cho kê vào đùi rồi được ngoáy tai cho. Chú Ionro cũng thích lắm. Vậy là hai chú cháu nắm tay nhau rồi ảo tưởng mãi. Phấn khích quá nên cả hai lại chạy vòng vòng. Một hồi sau lại toát hết cả mồ hôi hột vì quá mệt. Rồi chú Ionro bảo xin tập trung vào chuyên môn. Xin nghĩ là nên gọi Bạch Tuyết giúp đỡ vì nó rất giỏi trong việc tìm kiếm. Sau đó cô cậu sẽ gọi Ma Sao và đám bạn đến hỗ trợ nữa. Chú Ionro thấy đây đúng là một ý tưởng hay. Còn xin thì ra điều kiện nếu tìm được thì chú phải thưởng cho mọi người. Vậy là chú Ionro đồng ý luôn. Nếu hứa tìm nó thì chú sẽ mua cho cả đám bất cứ thứ gì. Nhanh chóng, xin về gọi Bạch Tuyết và Ma Sao ra nhờ giúp đỡ. Ma Sao nghe xin tả thì không chắc đó có phải là lương của việc làm thêm không. Vậy là xin vẽ lại hình dáng thứ mà chú muốn tìm. Ma Sao nhìn mà chẳng hiểu gì cả. Lúc này Bo và Nene cũng đến, còn Kazama thì sẽ đến sau khi học thêm tiếng Anh xong. Rồi Nene hỏi vật mà chú Ionro bị mất là gì, xin nghĩ sao mà cho rằng tiền lương là một cục đá. Nene thì thấy để tìm được là rất khó, theo xin thì phải tìm được không là chú Ionro không thể sống nổi. Bo thì nghĩ phải hỏi xem mức lương mà chú ấy đã nhận được là bao nhiêu, xin nghĩ chắc là khoảng 100 triệu yên. Nene thấy chỉ làm thêm thôi thì sao mà kiếm được từng đó, theo Ma Sao thì mọi người nên chia nhau ra đi tìm thì nhanh hơn. Vậy là cả đám chia mỗi người một hướng, bên này chú Ionro đang tìm dưới ống cống thì xin cùng Bạch Tuyết chạy đến. Cô cậu bảo là Nene và mọi người cũng đang đi tìm, rồi xin ra hiệu cho Bạch Tuyết đến đánh mùi rồi tìm kiếm. Bạch Tuyết đến ngửi một hồi thì cứ quay đi quay lại, tìm hết các hướng rồi mà vẫn chẳng biết chỗ nào mặc dù nó quanh quẩn ở đây. Đột nhiên Bạch Tuyết lao đến ngửi người xin rồi đè cô cậu ra tìm. Bất ngờ có một phong bì đang dắt trong quần cu cậu, chú Ionro mở ra xem thì thấy đây là tiền lương của mình rồi. Xin nghe mà rất ngạc nhiên vì không nghĩ đây lương của việc làm thêm mà chú đang tìm. Vậy thì ngay từ đầu nói sớm là tiền lương làm thêm đi cho lẹ, vậy mà xin cứ nghĩ là một tảng đá rồi chú đứng lên trên đó. Chú Ionro vui lắm, vậy là có tiền trả tiền thuê nhà rồi, nhưng chú không hiểu sao xin lại có nó. Thì ra là lúc nãy xin đang nhảy nhót trên đường thì vô tình nhặt được, cu cậu mở ra thì hết hồn khi thấy có nhiều chú mặc kimono quá. Bên trong còn có 13 yên nữa, xin nghĩ là với số tiền này thì sẽ sống thoải mái đến hết đời. Và rồi cu cậu nhét nó vào quần để giao nộp cho cảnh sát, mà mãi chơi nên quên mất, rồi lại gặp chú Ionro. Vậy mà làm chú tìm nãy giờ, cũng may là xin đã nhặt được. Nên giờ chú muốn cảm ơn xin, xin bảo chú là còn cả Nene, Ma Sao và các bạn nữa. Chú Ionro đồng ý luôn, nhưng đến nơi thì chú đứng hình khi tất cả trẻ trong xóm đều kéo đến. Thấy đám trẻ đòi nhiều thứ quá mà chú khóc ròng luôn. Cùng lúc này, Kazama cũng vừa đến. Vậy là chú Ionro như muốn gục ngã luôn, kiểu này thì lương của chú chẳng mấy chốc mà bay màu cho coi. Các bạn ơi, hãy dành ra 5 giây để like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. 528P2 bố gặp lại mối tình đầu. Bố nghe điện thoại là người bạn WANAP rủ họp chiến hữu vì mới thành lập chi nhánh công ty ở Kato, bố không biết đi được không? WANAP bảo tới đi người đó cũng tới đó nha. Bố ngạc nhiên là ai? Anh bạn bảo Shinjuga đó, bố nhớ ra rồi là người lớp bên cạnh. Bố tò mò hỏi nhỏ cô ấy đang ở đây à? WANAP đoán hình như đang sống ở Tokyo, muốn gặp à? Bố đỏ mặt phủ nhận không hẳn vậy rồi hỏi chắc cô ấy kết hôn rồi phải không? Anh bạn đoán vẫn còn độc thân vì chưa đổi tên. Bố sáng mắt còn độc thân ư? Bố gác máy đỏ mặt phấn khởi nghĩ đến Shinjuga. Xin hỏi đó là ai vậy? Bố nói là người bạn lớp bên cạnh thời đi học. Bố sực nhớ ra vội im bặt, xin nhìn bố dò xét. Bố liền đổi giọng không có ai hết, bố chỉ bảo yên ắng thiệt thôi rồi bỏ đi. Bộ mặt phấn khích đó không qua mắt được xin đâu. Xin nhanh chóng mách mẹ còn miêu tả lại bộ mặt hớn hở của bố. Mẹ nhìn bố né tránh, mẹ khó chịu bước đến hỏi Shinjuga là ai. Bố vẫn dán mặt vào tờ báo nói không biết. Xin chạy đến nói tiếp là người đang sống ở Tokyo và độc thân nữa đó. Mẹ suy nghĩ chưa từng nghe lần nào, bố lo lắng toát mồ hôi. Xin lại kể đó là bạn lớp bên cạnh hồi trung học. Mẹ tự biên tự diễn cảnh hai người nói chuyện thân mật chào hỏi. Bố bảo đừng tưởng tượng chỉ là bạn trung học gọi mời họp lớp thôi. Mẹ xăm soi rồi nói có bé Shinjuga tới nên bố hưng phấn chứ gì. Bố nghiêm túc bảo làm gì có sao, mẹ xỉa sói quá bố không đi nữa là được và than phiền công việc ngập cổ mà đi đâu. Bố lục lại cuốn album cũ tìm hình Shinjuga rồi khen công nhận nổi bật thiệt. Xin ở đâu chui ra trầm trồ toàn chị đẹp gái nha. Bố bực mình mẹ kêu xin theo dõi bố à, xin bảo mình phe bố mà, bố biết thừa nhờ theo dõi rồi mua chocobi cho chứ gì. Xin cha hỏi bố đã yêu cô ấy à, bố đỏ mặt nhăn nhó nói không có, dù có nói xin cũng không hiểu được đâu, không thể diễn tả những âm thầm của người trong mộng. Dù không nói chuyện chỉ cần lén nhìn từ xa thôi, bố kể mà mặt phấn khích rồi lại nghệt mặt ra mơ mộng gì đó. Thôi xin không hiểu đâu, bố cho xin coi hình mình lúc xưa đẹp trai ha, xin bảo bố ở dơ giống bây giờ.
Bố bảo do hình cũ thôi chứ bộ rồi khó chịu đuổi Shin đi chỗ khác chơi đi. Bố nhìn hình Shinjuga nhớ lại lúc nhặt được quả bóng. Shinjuga xinh đẹp chạy tới cảm ơn. Bố đỏ mặt đơ ra và trúng tiếng sét ái tình khi chạm vào bàn tay ấy. Bố cười rồi ngửi bàn tay. Mẹ ngạc nhiên Shin đã thấy hình cô Shinjuga ư có đẹp không? Shin thấy bình thường thua chị Nanako nha. Shin biểu diễn lại cảm xúc của bố khi kể về nhìn lén từ xa rung động. Mẹ gật gù thì ra là mối tình đầu. Ngày hôm sau, mẹ báo thiệp mời họp mặt đã gửi tới. Mẹ bảo bố tới dự đi chắc sẽ nhớ lắm. Bố vui vẻ ra mặt. Mẹ cầm chai nước hoa hỏi bố mua hàng hiệu luôn ư sao lại mua chứ, bố muốn tự tin trước đám đông chứ sao. Mẹ cầm cà vạt mới, bố ấp úng giải thích tại cái kia cũ rồi nên phải mua. Mẹ tò mò tự nhiên chuẩn bị kỹ ha, Shin hít hà nước hoa thơm ghê rồi xịt vô tất chân bố chắc sẽ thơm lắm. Nhưng mùi hòa trộn này kinh quá Shin vứt đi trúng mặt mẹ, mẹ vội ném trúng mặt bố. Cả nhà tá hỏa né xa cái mùi đáng sợ đó. Ngày họp lớp, mẹ gọi điện kể cho bạn, bạn bảo chắc do lần đầu tham gia họp lớp nên vậy. Mẹ phụng phịu thấy biểu hiện không giống bình thường. Cô bạn cười nhưng cảm nhận phụ nữ đa phần đúng. Tôi đến bố về người toàn mùi rượu, mẹ dò hỏi vui không, bố thấy cũng vui. Mẹ hỏi có gặp Shinjuga không, bố nói cô ấy cũng tới, mẹ trầm trồ đã ha. Bố thấy trang điểm gọn gàng cũng được nhưng cảm giác đó đã trở thành bà cô lớn tuổi vừa mập vừa bụng bự. Mẹ bảo điều đó là đương nhiên rồi mà, xin hỏi còn những chị gái khác tới không, bố hào hứng có chứ. Bạn Iuri chân dài miên man mặc bộ đồ đã mắt lắm hồi trước cũng thường thôi mà ta, đúng là bó tay với bố luôn.